Khi Cor Gallagher giơ cao nắm đấm về phía khán đài Matthew Hardingson Stamford Bridge như cách để cảm ơn các cổ động viên nhà sau trận thắng Bournemouth ở vòng hạ màn Premier League năm 2023 2024, có lẽ rất ít người nghĩ rằng đó sẽ là trận đấu cuối cùng của chàng sinh ra và lớn lên tại Epson, ngoại ô London này. Nhưng điều đó đang trở thành sự thật. Thương vụ Atletico Madrid mua Conor Gallagher từ Chelsea với mức phí chuyển nhượng 40 triệu euro vừa được chốt hạ và tiền vệ sinh năm 2000 đã có mặt tại Madrid vào thứ ba để thực hiện các khâu kiểm tra y tế bắt buộc trước khi chính thức ký vào bản hợp đồng 5 năm. Gallagher chắc chắn không phải cầu thủ giỏi nhất trong đội hình hiện tại của Chelsea, anh càng không thể so sánh với các tiền vệ thượng thặng mà Stamford Bridge từng sở hữu, như Lampard, Makelele, Asien, Balak hay Kante. Nhưng xét riêng mùa giải năm 2023 đến năm 2024, Gallagher xứng đáng có tên trong danh sách những cầu thủ Chelsea thể hiện tốt nhất. Và anh, chứ không phải Rhys liên tục vắng mặt vì chấn thương, mới là The Blue thường xuyên đeo băng thủ quân xuyên suốt mùa giải trước. Vậy tại sao, trong suốt nhiều tháng qua, Tương lai Gallagher luôn là chủ đề bàn tán nhiều nhất và tại sao mối tình Chelsea Gallagher lại kết thúc theo cách đường ai nấy đi như vậy. Hy vọng bài viết này sẽ giúp các bạn, đặc biệt là những chu có được góc nhìn đầy đủ và sâu sắc nhất về câu chuyện Chelsea Gallagher. Trong suốt mùa hè, thông điệp từ ban lãnh đạo Chelsea dành cho Gallagher là rất cụ thể, ký hợp đồng mới hoặc bị bán. Hoàn toàn dễ hiểu, bởi Gallagher thực hiện hết năm cuối cùng của hợp đồng hiện tại và sau đó tự do ra đi vào tháng 7 năm 2025 là một kịch bản mà chủ sở hữu Lake Capital và Todd Bowley tuyệt đối không muốn xảy ra. Theo các nguồn tin nội bộ Chelsea, Gallagher đã hai từ chối lời đề nghị ký hợp đồng mới một lần vào đầu tháng 6 và một lần nữa vào cuối tháng 7, thời điểm anh nhận được nhiều sự quan tâm từ các câu lạc bộ lớn khác, đặc biệt là Atletico Madrid. Câu hỏi đặt ra là, tại sao một cầu thủ trưởng thành từ Copham và luôn khẳng định tình yêu duy nhất của mình đối với Chelsea, như Gallagher, lại liên tiếp từ chối đề nghị ký hợp đồng mới với câu lạc bộ? Trước hết chúng ta phải xem xét cụ thể Chelsea sẵn sàng cho Gallagher những thứ gì trong hợp đồng mới. Về mặt thời hạn, đó là một hợp đồng 2 năm kèm tùy chọn gia hạn thêm 1 năm. Về chế độ đãi ngộ, Gallagher sẽ nhận một mức lương tăng ít nhất gấp 3 so với con số 50.000 bảng tuần của hợp đồng hiện tại, tức gần như tương đương với các tiền vệ có thu nhập hàng đầu của câu lạc bộ, Moises Caicedo, 150.000 bảng tuần, và Enzo Fernandez, 180.000 rất rõ ràng, có một sự khác biệt rất lớn về mặt thời hạn, 2 năm cộng 1, mà Chelsea đề nghị với Gallagher so với hầu hết các hợp đồng đội một The Blue dưới thời Willock và Boli thường là từ 6 năm trở lên. Đứng ở góc độ Gallagher, việc Chelsea đưa ra một bản hợp đồng có thời hạn ngắn hơn nhiều chắc chắn tạo ra một cảm giác khó chịu nơi chàng trai này. Kiểu như sự hiện diện của anh trong đội một The Blue không được nhìn nhận giống như các tiền vệ Fernandes, Caicedo, Romeo Lavia hay tân binh Keaneanu người gia nhập từ Leicester với hợp đồng 6 năm. Đứng ở góc độ Chelsea, việc câu lạc bộ sẵn sàng tăng lương gấp 3 cho Gallagher là bằng chứng cho thấy ban lãnh đạo đội đánh giá cao những gì tiền vệ này đã làm dưới thời huấn luyện viên tiền nhiệm Mauricio Pochettino. Tuy nhiên, với tân huấn luyện viên Enzo Maresca, Chelsea sẽ tiếp cận theo một chiến thuật tương đối khác, thiên về định hướng vị trí và đề cao giá trị kiểm soát hơn, và những cầu thủ không thực sự xuất sắc ở các khía cạnh giữ bóng và truyền bóng như Gallagher, có thể sẽ không còn đóng vai trò trọng yếu như trước nữa. Đó là lý do Chelsea không thể mạo hiểm ký mới dài hạn với Gallagher. Một bản hợp đồng có thời hạn 2 năm cộng 1, cho phép Chelsea bảo vệ giá trị chuyển nhượng của Gallagher sau mùa hè 2025, giúp câu lạc bộ có thêm thời gian để đánh giá vai trò trong đội của anh ấy dưới thời Maresca, đồng thời vẫn có thể bán Gallagher với giá tốt trong tương lai. Đề nghị của Chelsea, theo The Athletic, còn bao gồm một điều khoản mở, đại ý rằng nếu Gallagher đồng ý với thỏa thuận 2 năm cộng 1 và nếu anh tiếp tục thể hiện tốt trong vai trò một cầu thủ ra sân thường xuyên dưới thời tân huấn luyện viên Maresca mùa tới, tiền vệ này sẽ có cơ hội để ký một hợp đồng nữa, với thời hạn dài hơn và mức lương cao hơn. Tuy nhiên, lập trường này của Chelsea là không phù hợp với Gallagher, người đã cố gắng rất nhiều trong mùa giải năm 2023 năm 24 để bịt miệng những kẻ nghi ngờ khả năng đóng góp của anh trong một đội bóng có tỷ lệ kiểm soát 59% cao top 3 Premier League. Gallagher ra sân nhiều hơn bất kỳ đồng đội nào mùa trước thậm chí còn là cầu thủ Chelsea duy nhất chơi cộng 4000 phút. Anh là thủ quân thứ ba The Blue nhưng là người thường xuyên đeo băng đội trưởng nhất của câu lạc bộ, Jory và Ben Chilwell chấn thương kéo dài. Corner là món quà vô giá, Pochettino đã nói thẳng như thế trong một cuộc họp báo vào tháng 2. Sau khi tận hưởng mùa giải tốt nhất trong sự nghiệp, Gallagher lẽ ra đã ở vào một vị thế rất mạnh để có được một bản hợp đồng tốt nhất cho khoảng 5, 6 tiếp theo trong sự nghiệp. Tuy nhiên, việc Chelsea chia tay Pochettino đưa về huấn luyện viên Maresca khiến mọi thứ đảo lộn, bởi nó đã đặt ra những câu hỏi về sự phù hợp phong cách của Gallagher trong đội hình và chiến thuật The Blue mùa tới. Nói một cách đơn giản, dựa trên những yêu cầu kỹ chiến thuật trong hệ thống của Maresca và mong muốn được đá chính thường xuyên của Gallagher, Chelsea có lý do để lo ngại rằng vị thế của Gallagher trên bàn đàm phán càng sụt giảm vào đầu tháng 7 khi Chelsea ký hợp đồng với Newbury Hall, tiền vệ quan trọng bậc nhất của Leicester Maresca. Hợp đồng 6 năm của Ho trái ngược với lời đề nghị 2 năm cộng 1 cho Gallagher là bằng chứng cho thấy Chelsea và Maresca kỳ vọng lớn đến như thế nào ở tân binh này. Việc Chelsea sẵn sàng bán Gallagher cho Atletico với mức giá 40 triệu euro thấp hơn tương đối so với giá trị thị trường của anh, và cũng thấp hơn so với những lời đề nghị trước đó từ các câu lạc bộ anh, cho thấy The Blue không muốn tiếp tay cho các đối thủ trong nước như Tottenham Hotspur hay Aston Villa. Phần khác, nó đặc tả quyết tâm của Chelsea trong việc thu hồi vốn, tránh rơi vào hoàn cảnh tương tự các trường hợp ra đi tự do của Antonio Rudiger và Andreas Christensen hè 2022. Thực dụng, hoàn toàn thực dụng, đó có lẽ là cảm giác chung khi nhìn vào các đường đi nước bước và quyết định của Chelsea trong câu chuyện hợp đồng với Gallagher ban lãnh đạo Chelsea tin rằng những lựa chọn lý tính như vậy chính là cách tốt nhất để xây dựng một đội hình ưu tú. Họ không sai, nhưng Gallagher rời đi và những thông tin liên quan đến việc Chelsea đang chèn ép Chevo Chaloba một chàng trai khác trưởng thành từ Copham ham chắc chắn sẽ khiến sự bất mãn từ người hâm mộ The Blue tăng cao. Thời gian sẽ cho chúng ta câu trả lời tốt nhất về quyết định của Chelsea và Gallagher. Nhưng ngay từ lúc này, với sự ra đi của Gallagher, phần hồn Copham ham tại Stamford Bridge càng thêm phần phai nhạc bóng đá quốc tế, Chelsea bán Connor Gallagher cho Atletico Madrid. Sau màn trình diễn ấn tượng trong mùa giải vừa qua, tiền vệ Connor Gallagher bất ngờ bị Chelsea bán cho Atletico Madrid với giá 40 triệu euro. Việc này khiến nhiều người bất ngờ, bởi Gallagher luôn được xem là một trong những trụ cột của The Blue, thậm chí thường xuyên đeo băng đội trưởng trong mùa giải năm 2023 đến năm 2024. Lý do chính cho sự chia tay này là Gallagher đã từ chối hai lời đề nghị gia hạn hợp đồng từ Chelsea được biết, ban lãnh đạo đội bóng muốn giữ chân Gallagher nhưng không muốn để anh ra đi tự do vào năm 2025. Do đó, họ quyết định bán anh cho Atletico Madrid để thu về một khoản lợi nhuận. Sự ra đi của Gallagher là một tổn thất lớn cho Chelsea, nhưng cũng là một bước đi cần thiết để đội bóng tái thiết lại lực lượng. Trong khi đó, Gallagher sẽ có cơ hội phát triển sự nghiệp tại một môi trường mới đầy thử thách.